4. Baby 4 hay là baby baby ấy. Vâng, voi có rồi. Babylon đối đầu với Pho, trận thiêu thứ 3 của lượt đấu tranh hạng nhì 3 giữa Hồng Anh và Chim Sẻ. Tối làm kèo 22 nhá. Lô 12 đánh với Hòa với Nhi Quýt. Và cập nhật thông tin cho các bạn thì 8 giờ à 7 giờ tối nay. Vâng, 7 giờ tối nay lô 1 vừa thông báo kèo với tôi thì sẽ có một kèo liên quân. Lô 1 và 22
đánh với Hoàng Nhi và Quýt. 7 giờ tối nay, nghĩa là sau khi kết thúc mà kèo cái giải đấu solo random này khoảng 1-2 tiếng gì đấy thì chúng ta sẽ có thêm một kèo nữa vào 7 giờ tối. Quay trở lại với trận diễn biến của trận thi đấu này thôi. Xin được cảm ơn nhãn hàng Lumen, nhãn hàng Goldfield cùng ca sĩ Mai Anh Quý với bản hit Tuyết Trong Anh đã cùng tài trợ và đồng hành cùng Team Our Game TV. Xin được cảm ơn quán game X-Men, địa chỉ là số 2 ngõ 7 Phùng Khoang, Nam Từ Liêm đã tổ chức một giải đấu solo random dành cho ba game thủ của chúng ta ngày hôm nay, để được đến với các quý vị khán giả những giây phút thăng hoa cùng đế chế cùng với ba game thủ được cho là số 1 Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Four baby 26/32 là của chim sẻ. Vâng, Hồng Anh có hù thủ. Vâng, mất cả hai con lạc đà. Vâng, Hồng Anh có hai con hù được cả hai con lạc đà của chim sẻ, và bây giờ thì ở nhà Hồng Anh đang ra được rất rất nhiều ruộng. Hồng Anh đang có một lợi thế lớn ở trong trận thi đấu này. Folesian đánh về lâu về dài với Babylon thì Babylon không có tí cửa nào cả, bởi vì cái chất quân thì Fo nó hơn hẳn Baby. Kéo nhau lên đến đời 4 thì bảo Baby nó hơn tí vì nó có hot, chứ còn không xong voi thì nó hơi quá, xong voi làm gì có lực mà đánh. Nếu mà kiểu lên đề 4 mà có thể thi đấu luôn thì Baby nó hơn vô cái nó có C, nó hot bắn luôn. Chứ còn ở đời 3 thì không có tí cửa nào. Vâng, Baby có cái gì thì Fo có cái đấy. Vâng, kể cả là cung A hay là chém, lạc đà, sọc giấy có hết. Fo hình như là giáp 6 nhỉ. À, con Pan này là con giáp 6. Summer cũng là giáp 6. Ủa
sáu nữa đấy, anh Kiên Tố làm được không? Anh Dũng làm được không? Lại gắn đi truy mệnh vắt lớp tí này. 7 giờ tối. Thế còn kèo kia ai làm? À, làm dự đoán tất mà tiếp sóng cả hai mà. Hai ông nhận đi nhá. Trực nhưng mà nó làm kèo rồi thì thôi. Ngày rồi còn trực nữa. Thì nào trực thì em làm một kèo gì. Lấy đâu ra mà em trực không em bằng ngày đấy. Vâng, thêm một kèo nữa vào 7 giờ tối nay, gắn ly truy mệnh tái đấu với lớp tí. Vâng, Genry sẽ có tiếp sóng và một dự đoán ở cả hai kèo. Và các bạn hãy cùng chú ý và đón xem. Người ta gọi là hòa cùng không khí Euro ấy. Quánh nhau toác đầu mẻ chán. Không, thế trận thì bây giờ Hồng Anh vẫn đang là người chiếm nhiều lợi thế hơn. Vâng, nhà Hồng Anh chắc là tròn kích ruộng rồi. Bây giờ cứ lao vào thiêu quân với dân thì bao nhiêu chả ít. Hồng Anh sẽ lại sóc lại dân thôi. Trong khi đó thì quân để sóc thì nó tốn lực hơn dân nhiều. Ôi, nó đổi con ít máu. Vâng, có lẽ nó đổi con ít máu ấy, buồn cười. Vâng, Hồng Anh đang ra rất nhiều nhà chính và Hồng Anh đang muốn đánh vâng gãi hơi quá. Công đi. Vâng, không chịu công. Đánh thế thủ toàn tập. Tí nữa lu một tơn chim chết là xong. Vâng, tham lai của chia sẻ đang là 47 và tôi nghĩ thời điểm này tham lai của Hồng Anh ở khoảng 5x. Với lượng quân của Hồng Anh đang là nhiều hơn nhiều, thậm chí là 6x cơ. Vâng, đang tiếp tục muốn móc vào. Vâng, hờ 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 hờ. Nhưng Hồng Anh đang muốn tiếp tục muốn bắt quân. Chim sẻ lại rút lui. Vâng, Hồng Anh mà cứ đánh kiểu này một lúc nữa mà để chim sẻ cầu cứu được nhiều dân quá mà không bắt được quân là... Vâng, tham cân lại là cũng mệt phết đấy. Có rừng không bài chim sẻ xấu, không có rừng như Hồng Anh có công đâu. Đúng không? Vâng, bài rất xấu, không có rừng, không có thế phát triển kiểu khung đẹp. Nhưng bên kia người ta không công. Thế thì cứ bạ đâu mà phát triển đấy thì chứ. Bạ đâu ruộng đấy thôi. Ở đây bây giờ mới công này. Rất nhiều quân. Vâng, lượng quân thì chúng ta đã biết trước rồi. Lượng quân của Hồng Anh là đương nhiên là nhiều hơn hẳn so với chim sẻ rồi. Bởi vì cái lượng quân lẻ tách đi. Bị bắt nhiều.